Chào các bạn khỏe không? Thì hôm nay mình sẽ nói về những cái sai lầm, những cái kế hoạch mà nó không giúp cho các bạn du học sinh nhiều và cái cách để sửa cái kế hoạch của các bạn lại cho thành một cái kế hoạch hoàn chỉnh để bạn có những cái passport như thế này các bạn. Ok, nào chúng ta bắt đầu thôi. Mình cũng giống như các bạn, lúc đầu mình qua Úc này mình không có cái định hướng gì hết đó. Mình cũng không có ai mà làm mentor cho mình luôn, không có ai mà làm cố vấn cho mình. Mình không có người nào quen, không có bà con cô bác gì bên này hết các bạn. Thì các bạn biết á, cái kế hoạch của mình là tới đâu hay tới đó đó các bạn. Đời đưa đến đâu đẩy tới đó thôi à, không có kế hoạch gì đó. Nhưng mà mình nói với các bạn luôn, đó là một kế hoạch sai lầm của mình rồi. Và mình không muốn là các bạn du học sinh cũng giống như mình ngày xưa. Thì mình đã rút rất là nhiều kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm của những người thân của mình và kinh nghiệm của những người bạn của mình đó, thì mình chia sẻ với các bạn. Hy vọng là các bạn hãy khắc cốt ghi tâm cái điều này ha. Bao nhiêu bạn du học sinh đang theo dõi cái video này của mình mà các bạn đi nước ngoài mà các bạn không có tiếng Anh, và khi mà các bạn xin thường trú hoặc là tạm trú thì nó khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc đời của các bạn. Thiếu tiếng Anh, cuộc đời của bạn nó như thế nào đó, các bạn cứ suy nghĩ đi. Bạn dành 30 giây hoặc là bạn có thể dừng cái video này lại, bạn suy nghĩ không có tiếng Anh cuộc đời tôi bế tắc như thế nào đó, bạn sẽ hiểu. Và khi mà có tiếng Anh thì cuộc đời tôi như thế nào, bạn trả lời hai câu hỏi này đi, bạn sẽ hiểu những cái gì mà mình đang nói. Có những bạn du học sinh đi học rất là ngây thơ, cứ đi học, xong khi mà học xong rồi hết visa rồi cái không đủ điểm thi IELTS mà không có đủ thời gian để luyện, hoặc là thi PTE mà không có đủ thời gian để luyện thì thi nó rớt thôi, không có đủ điểm thôi thì không có đậu được. Không có đậu được thì sao các bạn? Không có đậu được thì lại học cái ngành khác hoặc là đi về nước. Thì bây giờ mình nói các bạn, hoặc là các bạn cứ lo mãi mê đi làm việc, đi lao động, đi kiếm việc này làm, việc kia làm, và cuối cùng chuyển hết ngành này tới ngành kia, học học hết cái này tới kia, cuối cùng cuộc đời các bạn nó không đi đến đâu hết á. Ở cũng được mà về cũng xong, nó có giống như kiểu trôi đi vô định á, không có đích đến đó các bạn. Bao nhiêu năm tháng rồi các bạn ở trên nước Úc này rồi nhưng mà các bạn không có giải quyết được cái bài toán đó thì cái kết quả nó như thế nào thì các bạn biết rồi hả? Rồi bây giờ thì làm như thế nào? Có những bạn qua bên này có 2 năm rồi sau đó có thường trú nhân luôn, 2 năm rồi. Nếu mà các bạn đó có kế hoạch rõ ràng, còn các bạn nó không có kế hoạch rõ ràng thì hôm nay các bạn cố gắng, các bạn ngồi xuống, các bạn viết cái kế hoạch của cuộc đời của bạn đi ha. Rồi, cái kế hoạch đó như thế nào? Khi mà các bạn đi học á thì học kỳ hè và học kỳ mùa đông á, hai học kỳ đó nó dạy cho bạn một môn hoặc hai môn, bạn làm ơn bạn học cho mình một hoặc hai môn. Để giãn cái thời gian ra, cái năm cuối á, cái năm cuối cùng và cái học kỳ cuối cùng á, bạn nên một học kỳ bên này học là từ 3 môn tới 4 môn thì các bạn học trước những cái môn còn lại rồi, thì đến cái học kỳ cuối bạn chỉ cần học một hoặc hai môn thôi, không cần phải 3 hoặc là 4 môn, nó căng thẳng lắm. Đầu tiên á, khi bạn bắt đầu bước qua nước Úc các bạn, đi qua đây á, là bạn phải học tiếng Anh từ từ, luyện tập mỗi ngày các bạn. Thì cái khóa học tiếng Anh của mình á, nó không phải học xong là xong đâu, nó sẽ kéo dài các bạn. Khi nào bạn học xong cho có kết quả thì bạn ngưng, chứ không phải là học hết cái lớp đó là thôi, vẫn hỗ trợ các bạn hoài luôn à, đến khi nào các bạn đạt kết quả thôi. Mà cái tiếng Anh á, nó không phải là cái gì khó hết, mà nó cần các bạn có sự luyện tập. Các bạn hiểu ý mình nói không? Một cái sự luyện tập. Tại sao mình nói là sự luyện tập? Tại vì nếu bạn không luyện tập á thì cái nghề của bạn nó bị lụt. Nó đơn giản thôi. Bạn không nói tiếng Việt, giống như mình ít nói tiếng Việt á, ngày trước á thì tiếng Việt của mình nó không có rành, nói nó có bị lọng cộng. Nhưng bây giờ mình nói thường xuyên thì nó sẽ smooth thôi, nó tốt thôi. Các bạn cũng vậy, tiếng Anh cũng vậy. Các bạn cứ luyện tập liên tục thì tiếng Anh của bạn nó khá lên. Còn bạn không luyện tập thì nó giảm xuống, đó là chuyện bình thường. Luyện tập, rèn luyện thì nó sẽ phát triển cái kỹ năng đó thôi bạn. Đó. Bây giờ mình nói các bạn đừng nghĩ nó khó, nó không có khó, chỉ là các bạn không chịu bỏ thời gian ra luyện thôi. Đó, bạn luyện nó bạn được thôi à. Ai cũng vậy hết á. Có người có năng khiếu thì làm nhanh hơn, bạn không có năng khiếu thì bạn làm từ từ thôi. Đâu có ai cản các bạn đâu, đâu có ai kêu bạn làm nhanh đâu. Không, làm cứ từ từ. Nhưng các bạn phải có kế hoạch. Các bạn phải làm từ lúc các bạn mới bắt đặt chân tới Úc rồi. Chứ không phải các bạn thôi kệ tôi qua đây rồi. Bạn qua đây mới có bước đầu tiên à, bạn phải bắt buộc gì nữa? Bắt buộc các bạn á là phải liên tục học. Liên tục học để làm gì? Liên tục học á để mà phát triển và trao đổi cái khả năng tiếng Anh của bạn, để sau này bạn còn làm những cái chuyện khác nữa, bạn mở công ty, bạn hợp tác với những người này, làm cái kia, làm ăn kinh doanh nữa, chứ đâu phải chỉ có tiếng Anh không đâu các bạn. Tiếng Anh nó là cái communication skill, cái communication nó làm cho các bạn để bạn nói chuyện được với người nước này, người nước kia. Bạn có thể tuyển nhân viên, bạn có thể mở công ty nói chuyện với người này, nói chuyện với người kia các bạn. Rồi. Và bây giờ mình quay lại cái chủ đề của ngày hôm nay. Khi các bạn học những học kỳ khác á, những học kỳ hè, học kỳ mùa đông á, bạn học thêm được một hai môn rồi nọ, thì cái học kỳ cuối bạn học ít đi.
cộng thêm với học kỳ cuối bạn bắt đầu bạn phải dồn sức vô bạn thi tiếng Anh, để khi mà bạn vừa ra trường á, cái điểm tuổi của bạn đủ á, bạn apply luôn quốc tịch luôn, bạn apply luôn PR luôn, thường trú nhân luôn, khỏi cần phải tạm trú gì đó các bạn. Đó. Nên các bạn nhớ nha, nhiều bạn á đủ hết điều kiện rồi, chỉ thiếu mỗi điều kiện tiếng Anh thôi. Mà điều kiện tiếng Anh này đáng lý là hồi các bạn mới qua các bạn phải học rồi. Bạn ấy học từ từ hết 1 năm rồi, 2 năm là coi như là đủ rồi. Bạn học từ từ, còn nếu bạn nào dồn sức vô học thì bạn hãy cố gắng mà dồn sức vô học. Còn có những bạn á thiếu đến cái ngày mà bạn hết visa, bạn chưa có luôn, bạn muốn xin 4-8 năm á, bạn không có luôn cái điểm đó để bạn nộp 4-8 năm nữa. Thì bạn thấy khốn khổ không? Học ở bên này 1 năm rồi mà thi IELTS 6 chấm thi không nổi, thi PTE 50 thi không nổi. Bạn thấy không? Nó dễ như là ăn cơm, nó dễ giống như ăn cháo mà các bạn không học được. Thì bây giờ các bạn muốn định cư, làm sao có được các bạn? Chỉ có ở lại bằng con đường tình yêu á các bạn. Không biết là yêu thiệt hay yêu giả thì mình không biết thôi. Mà mình hỏi các bạn nè, cho dù bạn ở lại bằng con đường tình dục hay tình yêu gì nữa, tương lai của bạn đi về đâu? Khi bạn không có biết được tiếng Anh, bạn suy nghĩ đi, có bao nhiêu người ngoài kia làm điều đó. Rồi hạn chế cho những các bạn mà yêu thiệt, họ bị người này nói, bị người kia nói, rồi giấy tờ của họ bị gặp trục trặc từ những người yêu không thiệt, những người làm giấy tờ mà không thiệt. Không có tiếng Anh, cuộc đời của bạn nó sẽ không đi về đâu cả trên cái đất nước mà nói tiếng Anh đâu các bạn. Ở nhà ăn thất nghiệp tiếp mà. Mình biết rất là nhiều gia đình đi qua đây mà chẳng có một chút tiếng Anh nào, cuộc đời của họ cũng ăn thất nghiệp. Muốn có cái này mà một cách danh chính ngôn thuận, để cho các bạn đường chính chính bạn đi ra ngoài đường, bạn tự tin vô cái khả năng của các bạn, có được cái này từ chính cái khả năng của các bạn đó, điều nó rất là quan trọng các bạn. Chứ không phải đi nhờ vả người này, nhờ vả người kia để mà có được những cái thứ này. Tiếng Anh của các bạn chiếm hết 60%+ để bạn có cái này rồi các bạn. Bởi vậy các bạn không chịu nỗ lực học tiếng Anh. Và thậm chí khi bạn biết tiếng Anh á, không chỉ là cái này không đâu các bạn. Tương lai của các bạn, tương lai con cái của bạn, những cái thế hệ sau của các bạn á, nó sẽ rất thành công hơn nữa các bạn. Video này mình nói ngắn gọn vậy thôi ha các bạn. Các bạn phải thay đổi dần dần đi. Các bạn phải thay đổi từ bên trong, thay đổi ra các bạn. Mỗi ngày học một ít, mỗi ngày học một ít. Lúc đó tương lai của các bạn nó mới thay đổi được các bạn. Phải động não suy nghĩ ra cái chương trình dạy, cái chương trình dạy cho các bạn học tốt nhất, giúp cho các bạn hết sức mình có thể, và định hướng cho các bạn để đi đừng có sai đường. Thì các bạn hãy suy nghĩ các bạn muốn thời gian của các bạn đi nhanh hay đi chậm, và các bạn muốn cuộc sống của bạn thành công hay cuộc sống của bạn bế tắc. Đó phụ thuộc của các bạn hết á, chứ không phải phụ thuộc vào mình. Mình chỉ cho các bạn đường thôi, và mình sẽ đồng hành cùng các bạn để đi lấy những cái thứ như thế này. Các bạn hãy là cái người kiểm soát cuộc đời của bạn. Các bạn hãy là người hiểu được tiếng Anh đi các bạn. Cuộc đời của bạn nó sẽ sang một trang rất là khác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.